cước trâu nó nổi trên mình đâu thấy, nó nhẹ nó rớt xuống hết. Phát uống vậy không mà phát cho bụng quất về cước trâu cái kia dễ bị sốt rét. Thứ hai nữa là không nên ngủ ngày trong rừng bụi. Lý do sao không tự không ngủ dễ không ngủ dễ tóc rối lá lục nhà mình tóc rối rồi xong cho bà mấy thằng đạp đinh mới có tóc rối mới được, nó mới hút độc ra. Tao xong bây giờ khỏi tóc rối. Mấy người bị đạp đinh sét rồi không tự? Đạp đinh sét đâu có gì bằng củ kiệu bằng dưa mình. Trên cái gò nó nằm bị đồng cây bên đây xong bên kia xong chính giữa có cái cồn lũi lên cồn nằm rồi không biết cái tượng quan đế thánh quận đâu sống đánh thắp lên chuồng. Kèm hết. Vì làm thầy luôn. Khiến hả? Khiến. Ờ. Nó hút thuốc bệnh gì, bệnh khùng, bệnh điên, bệnh gì cũng vậy. Bông dạng thọ không? Thôi. Uống là hết rồi hả ông Tư? Uống hết. Ôi ôi. Biểu phải giấy. Vậy là ông quan đế đánh quân độ rồi ông Tư. Độ nó. Đúng rồi. Ông về bị gì cái tượng ông trôi vô đó rồi khiến gì luôn. Ông đó là ông chọn người đó. Ừ. Tao cái mạng tao là cũng ông độ mạng tao là. Ủa sao ông Tư biết là ông Tư? Biết là ông còn mạng ông Tư? Sách. Trong sách tướng á. Vậy là ngày xưa ông Tư có đi coi rồi? Coi rồi, coi biết chục nào của thầy nữa. Vậy là nhà ông Tư hồi xưa có sách đó không Tư? Coi mấy ông lăng ông bà chịu không vậy? Dạ. Mấy ông tướng số bói ông Tư vậy á. Mày ra mày coi cái gì không được. Còn bói, họ nói sao ông Tư? Ông, cái tuổi của ông thì ông quan đế thánh quân là ông đổ mạng. Bởi nói cái tướng tin ông là Phật Già Lam. Trời ơi. Phật Già Lam. Mấy ông thầy bói. Trời ơi, tôi nói dữ với ông. Ông đồ mạng như vậy, tôi tin với mấy tướng tin Già Lam mà không tin. Cười. Còn nói một câu thầm nữa là sau này ông không làm quan cũng làm thầy. Còn nói là quan thì không có rồi, dòng dốt mà quan gì. Còn thầy thì chắc rất bớt à. Có biết món thuốc nào đâu làm thầy. Ông anh rể sao ông coi ông hại gì vậy nữa. Cậu tới đó cậu biết liền. Cậu không làm không được. Ông làm tổ tướng ông Tư theo giặc ông hoài, phá ông hoài. Theo hành đấy ông Tư. Theo hành. Đụng nữa đứng mạnh chân sẵn đi soi nhậu đùng đùng vậy đi ngang đau. Đau không ra đau. Mà mày đi không được. Con người mình làm như không có gân có cốt gì đó. Bụng rụng bờ giờ lặng nhất tính bệnh kỳ cục. Bệnh giả bộ hả ông Tư? Ừ. Bệnh hành là vậy đó. Rồi tính đang đi Đồng Miên. Tính bớt bớt bệnh đi lên Chi Lăng chích thuốc. Đang bớt bệnh lên xã xin cái giấy đi đồng. Hồi đó con đi khỏi xã phải xin giấy. Có giấy phép xã nó chứng đi được. Cho lên đi mệt quá. Ghé nhà ông anh rể, ông đương tiện đụng xe bò, ông đóng xe bò. Ngồi ghé dấn cái thuốc, ngồi nói chuyện nha. Đi tới đi lui nó cậu đau có chuyện rồi cậu Tư. Nói chuyện gì ta? Ông nói là, bây giờ lát cậu đi đâu cậu đi, cậu mua cho tôi 7 cái ngọn đèn thề nhỏ nhỏ đó. 7 cái rồi mua. Cái gì là cậu mua vì nói cúng tổ mà mình biết rồi. Tao luôn mua bọc bánh trái cây rồi này kia 7 ngọn đèn cây 2 gói trà bánh ú. Hồi đó mình chưa có trà lá xanh giờ bánh ú không à. Có những cái bánh ú mình trà lùng lùng đó. Có con gà đứng bên đem lên anh mới đốt 7 ngọn đèn cây lên anh giơ tay vừa anh coi bằng tay anh không à. Không coi mình anh đứng bằng tổ anh giái gì đó anh giơ đèn cày qua lại anh coi cậu đau có chuyện rồi. Coi chuyện gì anh ba? Giờ binh tướng của ông Tư biểu cậu phải làm thầy. Trời thuốc men của ông biết món nữa không làm thầy gì không nổi. Nếu cậu không làm thầy là không được. Giờ tới giác cậu phải làm vậy đó mới được cậu mới mạnh đó. Nếu cậu không thôi cậu bị đau hoài. Tôi nói cúng quải sao bị đi lên lên xã xin phép rồi mơ đi rồi. Vì
gà thì gà bầy, gà đó mày ăn 3 tháng chưa hết gà, gà nó mấy trăm con luôn mà. Về biểu bà Tư mới bắt con gà bằng thịt đang ăn sáng đi, cúng ăn đi. Vậy đó mà hết rồi. Cúng rồi đàng hoàng giải hứa về ra không có bệnh hoạn. Tôi nói ví dụ này kỳ cục. Thứ nhất mình không biết thuốc, biết men, biểu làm thầy gì đây. Không biết sao làm không Tư? Ông nội ông hút thuốc, ông biết thuốc, mình không biết thuốc. Yeah. Con em Tư nói ông Tư, binh tướng của ông Tư là của ông nào Tư? Ông già tao á. À, tức là buộc cái những binh tướng có buộc phải có con cháu, phải nói giỏi. Ừ. Tới giác của biểu cậu làm thầy rồi, cậu phải làm mới được, cậu không làm không được. Tao ngang như lắm, không biết một vị thuốc nữa làm thầy cái gì. Đủ người ta để chảy mà lấy đồ ngưng nghĩa cho người ta ăn chết người ta nữa. Tất cả ông nói qua la cậu phải làm mới được. Mà ông coi bằng tay ông không à, chứ không phải coi bằng tay mình. Ông lên bằng tổ, ông đốt 7 ngọn đèn rồi ông dơ tay, ông qua lại, xe qua xe lại, ông coi ông bằng tay ông á. Ngộ hả? Ờ. Cái người đó gì còn không Tư? Chết rồi. Dạ. Vậy là từ lúc đó ông Tư biết thuốc luôn không Tư? Thì về theo ông nội đi kiếm thuốc, chứ ông nội đi, biết ít đỉnh hả? Dạ. Người ta có sách thuốc chẳng nữa. Gì hả? Thì là từ cái ngày đó thì ông Tư về bắt đầu là biết sợ rồi, bắt đầu tôi đi học thuốc. Đó anh hai mày đó, lúc tao thôi bà Tư mày đó, anh hai mày 6 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi. Đau ban mà nó, lời nhà ai không ai chứa, dòng họ không cho hả? Cái này dễ rột rột tối ngày bị ăn không biết cử đó. Tao nghe nói gì tao ra tao thấy dòm ảnh ngồi mắt thò lọ, ảnh đâu biết tao cha ảnh đâu. Ông nhắc mắt thò lồi như kỹ kêu băng khỉ đó. Cổ tông teo. Tao coi rồi là hoàng tao mới đi ra đồng. Mỹ Đức nè thuốc thiếu gì. Vô vườn tre tao lội vòng vòng như tiếng thuốc đầy đủ đem về sắc. Chặt sắc anh uống mấy thang hết. Vậy là ảnh là cái người đầu tiên ông Tư trị? Ừ, mình trị cho người nhà chứ, là anh em. Mỗi lần tao hút thuốc ban nhóc đi kiếm thuốc cực quá, lội mệt nữa. Nghĩ kiếm trên núi không thấy ông Tư? Bưng có, núi có. Bưng mình rồi măng chạy rồi này kia đó. Ông Tư hồi đó giờ con nghe ông bà hay nói nếu mà mình đi ở cái vùng này mà lỡ cái vùng khác hay bị chanh nước, nguyên nhân là do đâu ông Tư? Không, dưới đồng bằng ở cái chanh nước đó. Chanh nước là rừng núi, mấy suối đó. Bị nhiều cây độc, bị cứt sâu nó ỉa dưới suối đó. Con uống bất kỳ. Bởi đi suối người ta đâu cho, ông bà đâu cho con lấy tay con bụng con uống đâu. Hả họng nó phát lên. Cứt sâu nó nổi trên mình đâu thấy, nó nhẹ nó rớt xuống hết. Phát uống vậy không mà phát. Cái bụng quất về cứt sâu cứt kia dễ bị sốc rét. Thứ hai nữa là không nên ngủ ngày trong rừng bụi. Lý do sao không Tư? Sốt. Sốt rét rừng á. Uống nó thứ nhất là nước suối, thứ nhì là cứt sâu cây độc rồi này kia mình uống, với mình ngủ trưa chuẩn bị được. Ngủ trưa hết khí độc không Tư? Ừ. Nguyên cái băng thằng Sáu Nhẫn chùa Phật Tây năm nào băng nó cũng lớn nhất. Yeah. Nó có nồi nó nấu một cái cả chục giờ gạo, nồi thì nó cũng cuốn, băng nó mạnh dữ lắm, từ thiện mạnh dữ lắm. Ở Tân Châu đó. Thì nó đi cái đoàn kiếm thuốc nó đông trăm mấy chục người về chết ba mấy người. Yeah. Bị sốt rét rừng, bị không biết qua bệnh thấy măng le rồi đó. Một chút măng luộc ăn, anh nào nấy ăn trừ cơm mà. Ăn măng le ngủ trưa tắm nước suối dính hết. Cái bệnh đó nó dính là mình là trong đó là nó đâu có thuốc cầm là phải chết không Tư? Con uống không hết chết, nó gây ngang ỉa tiêu chảy nè. Rồi cảm sốt rung, nóng rung, chảm sốt. Nó biến chứng đủ, ta không nói. Tùy theo mỗi người.
thì ra Bình Phước lấy thuốc lấy chết mười mấy hai chục người. Sao mà mấy người đó đi lấy thuốc mà những cái căn bệnh đi vô rừng còn nhiều mà không chịu học mấy cái bài thuốc để điều trị nó đâu? Biết nhưng mà đâu có thầy đi theo. Con chỉ lấy thuốc gì cho thầy thuốc hốt thôi, không đâu có. Cái đó cũng bất cẩn cho họ. Bất cẩn. Đi rừng trâu nước độc rồi lấy thuốc. Như mấy người mà thông thường ta ở nhà ta không đi rừng ta bị canh nước người ta trị bằng cách nào không tôi? Nó uống nó sổ ra nó hết. Chanh nước còn phải có đi rừng, nó ngủ rừng, nó bị mũi rừng nó chích, mới bị chanh, bị sốt. Là mình phải uống cái cây gì không tôi? Cái mùn tuống à? Cái mùn tuống đó là nó thần dược, nó trị gì sốt body linh, sốt mà vàng da mà dòm như cái muối mít đó. Đầu tóc đen xì thì nó rụng còn một hai cọng. Nhưng gà đải mới lớn lên như việc lông vàng nhím mọc lưa thưa ghê hả, rụng tóc á, vì nó ảnh hưởng cái sốt mình, nó ảnh hưởng màng não mình nặng lắm. Dạ. Mờ mắt, rụng tóc như máu nữa, máu mình chân tóc mình, máu mình phải đi rừng núi không có phép uống nước, không có nên bụng uống, không có nên lấy đồ vật dụng gì mình muốn mình uống, bị cứt sâu nó rã ra nó nổi mặt nước mình đâu thấy, uống vô nó dính. Con có nghe nói một cái loại bệnh sốt mà sốt cái gì mà năm nay sang năm nó là bị thế đó không tư? Con uống không hết gốc, trúng đi trúng lại là thường, ban này cũng vậy, uống không cho nó phát hết chỗ hết rồi mình trúng hoài. Không hấp dốc ở đầu mình ăn cái này kia vô cái đúng rồi. Nhưng mà có một số người á, năm nay họ bị cái gốc sốt đó là sang năm tới tháng này họ bị nữa à? Ừ, bị chưa hết, họ chưa dứt gốc. Thật kiểu chốt ma. Còn ban thì ngày trước trên con cũng có ông Tư á. Tư Ánh hả? Dạ, Tư Ánh ông hút thuốc ban hay tại tài. Vậy còn bài thuốc con gái ông còn bán thuốc tán ban á. Uống vô vài bữa chỗ ra hết. Uống rồi con mấy người chắc thuốc cũng phải biết. Nấu thuốc sâu dài dạo nhắc xuống trùng mền là cho bệnh nhân xong. Yeah. Xong rồi mới sắc. Là còn nửa chén mới uống. Là cái bài thuốc ban không tôi? Thuốc ban. Ban bạch, ban đỏ, nhất là ban đỏ, ban đen. Chết người. Cái giang tay mà lá nó nhuyễn như là kêu cây keo thúi. Yeah. Gai dài dài nhũn quá. Thầy đó không? Thuốc ban là thần dược. Người ta trị bệnh ban người ta cử mỡ heo mà tao chắc thuốc nó phải có mỡ heo đâu. Cây đó kêu tên cây gì em? Cây keo hức. Keo thúi. Keo thúi. Keo thúi. Không là keo hức. Mà không còn tên nào khác nữa hả ông ta? Con tên cây keo gai, cây keo thúi. Ủa nó thúi lắm sao mà có tên đó không tư? Con chắc là cái mùi nó thúi thúi. À thì là... Nó như cây lá thú địch mình. Dạ. Kiều kèo thúi luôn. Một lần tao trồng cây sâu hèo bắp tay nè, anh ba mày cột bò nó quấn nhổ gốc luôn. Nó là thân gỗ hay là thân dây? Thân gỗ. Thân gỗ. To nhất của nó là cây nó bị lớn được. Cùng tay. Dạ. Nửa cùng tay. Gai dữ lắm, con rớ vô đầu gai ảnh trông trỏm dài như gai quay từ mà ảnh nhỏ. Gai ảnh dữ lắm, lá ảnh như lá giăng tay mình nói vậy con biết rồi mà ảnh nhiễm nhừ à. Ở trên mày không chừng có đó. Ngoài chùa Bà Bài vô ra đó, trên bờ kinh Vĩnh Tế nó nhóc ảnh. Vậy là nó sống theo cặp kinh thôi ảnh tư. Ừ, ảnh không phải ảnh sống đó, mùa nước lên rồi trên miên nó trôi xuống á. Sợ anh, người ta dọn hết. Dính lên đó, nó mần ruộng rẫy giờ nó cuốc nó banh. Cái gì mà họ gặp gai là họ sợ nó đốn nó phá hết. Đốn phá. Keo thúi. Cái lá anh nhiều lá giăng tay mình là nhuyễn hơn. Mà mình ảnh gai xong rồi cây ảnh móc móc. Từ đó như con cái cây nó xanh lắm đúng không tôi? Nó không xanh, nó móc móc. Vậy là không phải. Còn cái bông nó trổ ra y như bông giăng tây, như bông gáo mình nó tua ra vậy đó, biết không?
anh có trái có bông. Rồi khi anh có trái, trái của ngón tay anh bằng chừng hai lóng tay mình ngoẹo vậy nè. Cái tên này nó không lạ nha, cái tên này có nghe hoài lắm. Ban cỡ nào ban công nhân chắc uống nấu uống xong rồi là trổ ra hết trời. Ông Tư biết cái cây này không? Ông Tư cây quao mà. Cây quao biết. Cái trái nó giống như cái sừng trâu. Mình ở đây có không Tư? Không có. Này ở mặt biển, cây quao mặt biển không có. Trái nó y chang sừng trâu. Trước giờ nghe ông Tư kể vụ cây đổ trọng đó, cái cây đổ trọng là cái dây luôn hả ông Tư? Cái dây đổ trọng nó khác, đổ trọng cây nó khác. Là hai loại luôn hả? Đổ trọng cây là miền Bắc nó lấy vỏ nó bầm bầm bầm, mình dầm cái da con gì nó kéo nhợ nhợ đó. Dạ. Mày hốt thuốc, thăng thuốc mình có nó đó, bắt đổ trọng. Đổ trọng nó thân cây. Còn mình kêu đổ trọng dây đó là dây mò tó trắng. Là trong Nam mình. Trong Nam mình. Dây đó người Campuchia hay tới mùa người ta đi bứt về làm chích đặc cá đó. Dây mò tó. Cái tên ngộ. Cái tên mò tó chắc của người Cam đặt đó. Như mấy cái mà cái loại thuốc á, người Khmer đó, mấy thuốc Việt Nam mình là mấy ổng không có biết tên. Ủa biết không? Mấy ổng nói tên Khmer không à. Mình nói cho của ảnh nó không biết. Dạ. Đúng cái cây sớm ông Tư nói cây mù tuống thì nó ở kia kêu cây cầm chắc. Cầm chắc. Cầm chắc. Cầm chắc là tiếng Campuchia. Mù tuống gai từ đầu tới đích. Mà nó dễ làm với cái gòn rừng đó ông Tư ơi. Nó mà cái bông nó khác hơn bông còn rực. Bông nó trổ đẹp lắm mày. Màu hồng đẹp lắm, bự. Trên núi Tâm có một cây bây giờ nó còn chưa. Cả hai đứa mình ôm. Sợ mà mấy ổng dọn làm gãy đốn. Đi cho thấy gai ta không thích. Xưa giờ là vậy, gặp cái gì có gai là đốt qua hết. Với lại không có biết sử dụng cái gì á, rồi thôi đốn bỏ luôn. Đi núi tao lội không nổi, tao con lội tao chỉ cái cây đó. Nói với lại cái gì cái cơm thảo với cầm thảo đó mình mà gặp là mình ta cũng thích, nhưng mà cái đông bên thuốc người ta thích, mà cái người nhà gặp là đốn bỏ trên thì nó có khó chịu. Cây cơm ban thì phải có cây quỳnh kỳ, cái quỳnh kỳ bữa mình qua mình uống nước rồi mình về nhà thằng ấy đó ngành đó cặp cái ranh đó tao chỉ lá quỳnh kỳ nó năm lá vậy nè. Yeah. Nó lá nó nằm chia vậy. Giống như gần cần giống như lá phai mì vậy đó tôi chỉ. Nó ngắn hơn. Lá nó không có eo như lá phai mì, lá nó thẳng ra. Còn quỳnh kỳ cũng ấy, con đi núi mày bứt nhờ dây vào ngón tay chừng gan đi núi tối ngày không thích nó. Nhai nó ngậm không thật. Nhai ngậm ngọt hoài. Vậy là do mình tự núi cũng biến mình. Cái đó là cái chiêu mày không? Nó ngọt như cam thảo, mà cam thảo con ngọt mà con bị gắt cổ. Dạ. Quỳnh kỳ nó không gắt cổ, gắt cổ ngọt, nó ngọt dịu. Cam thảo ở bên núi Tô có một chỗ dây tầm kỳ lớn. Cơm thảo khác cơm thảo nha, nhầm người ta. Cơm thảo là người ta lấy cái hộp nó, người ta nhận bánh nái đỏ đỏ đó, đỏ đỏ đen đen. Con này đó mà nhận mắt bò, làm bò đất đó là nhắn làm mắt. Cái đó người ta trồng cái gian chỗ hàng rào lá nhuyễn nhừ. Tao trồng về cũng một vài cái. Vậy đó mà làm cho mình nhiều lắm Tư, mà bây giờ đốt bỏ hết Tư. Chặt hết. Mà cái lá nó cũng ngọt ngọt đó không Tư? Lá cây gì cũng ngọt. Dạ. Con nhai lá nó mày nuốt nước miếng đau cuốn họng đó. Chuốt cái lá rồi bỏ trong miệng nhai, nhai lá con nuốt nước. Rồi mời anh. Nó có một cái loại gì nó cũng gần giống vậy đó ông Tư, mà hồi đó con đi bước ở Bình Dương con nhớ là mỗi là con bước nó là con phải nếm thử, còn cái loại kia thì nó không có mùi gì nữa, nó cũng gần gần giống vậy luôn. Ngọt vậy? Không, nó không ngọt, không mùi gì, mà nó hơi đắng đắng hơi, nhưng mà cái dây với cái lá cây giống như cái trang vậy. Không phải cùng thảo, cùng thảo nó có trái thì mình làm mắt bò đó.
mà dây nó con lá cũng ngọt mà dây cũng ngọt, rễ ngọt hơn. Một lần con đi bước là con nếm thử, con ngắt đó, ví dụ mùa nào không nó không có trái là con ngắt nó, con nhai thử. Qua đà đó, qua đà hồi trước ông ảnh làm thầy thuốc, ảnh nếm thuốc bị sai thuốc, nằm trong rừng ngày đêm luôn. Okay. Ông tỉnh đó, ông biết cây thuốc đó là thuốc quý, nhất là củ chi mình, bởi củ chi mà con uống rồi thay vì người ta quánh mệnh tay mày ta nghe đau đớn mình kia uống vô rồi thì quánh ba tay chưa nhúc nhích, nó mạnh nó mày quánh lại tay té, nhưng mà nó tổn thương thôi, tổn thương bên trong. Yeah. Có vài thuốc giải, thứ nhất là hay nhất là cái cây nổ, cây nổ nó mọc trên gò mối á, mấy gò mối bự nó nổ lòng mình thiếu gì, thứ trái nó bằng hột tiêu cũng chín đang đang đỏ đỏ, chim đồng độc khoái mình ăn cũng được. Cái đó nó trừ mấy phụ nữ đau vú nên là thần dược. Còn hai cái lá đó là bỏ vô hồng con nhai chút phèn chua chút muối, lợi làm bộ lấy nhang quà quà vô vú, quà trúng nhang con vú muối xíu hôm hạ thầy phung phung là hết luôn á, phung hết liền. Họ không bằng bộ hạ đừng ông mình. Bây giờ con đau vú rồi con lấy nước mưa con rửa, lấy miếng dùa hứng, mình không nên lấy chén ăn cơm vì mình cúng á. Rồi lấy miếng dùa rồi mày lấy lông gà hết. Hết trên này hết xuống hết chua hết chút ngủ ngáy ào ào. Mình bà đau vú nó không ngủ được. Nhất không tự. Nhất. Yeah. Nó hành nó căng cứng nó ngắt cái vú luôn. Vì gì nó nói một mà. Cây ấy nó vừa nó cái cây nổ sao mà con thấy cái con mối làm gì nó không thích ăn cái đó là sao, nó mọc trên cục cò mối mà nó cũng không ăn luôn vô ăn. Cái rễ nó là thằng dược. Còn gặp mấy cây khác nó ăn đuổi gần. Nó còn nuôi cây mà nó. Dạ. Nó bảo vệ cái rễ cây nổ. Nó còn bị đánh té tức lâu năm cỡ nào thì hồi đó đi xe bò chạy giật mình bị té xe bò nó cắn ngang người hoài gì cắn rồi nó tức nó lói chịu không nổi. Cây nổ đấy con gì con đốt rễ nó đốt cua cho vàng giạt năm rượu uống mà sao hết mà phải trên gò mối á, cái nổ ở dưới đất không bằng con trên gò mối vì con mối nó nuôi cây nổ dữ lắm, nó phun nước miếng rồi này kia, nó hằng ngày nó vuốt da cây đó, nó có cái chất vị gì trong đó. Dạ. Của con mối có phơi khô gì không Tư? Khỏi phơi, chặt tươi vậy về rửa sạch rồi để vô ngâm rượu. Sao vàng sao vàng đó. Sao vàng sao là mục đích nó bớt hăng cái muỗng. Bữa nào có đi núi Cô Tô gặp cái tổ mối của có cây nổ cho nó ở dưới năm có bữa không? Dạ. Ngâm lâu ngâm là mình uống liền hay là để nhiều ngày mới uống được Tư? Thuốc con ngâm con uống gấp lắm lần từng. Dạ. Mỗi lần có hôm đó ông trồng mấy cây 4-5 cây á, sau này mới ông đốt hết trơn. Con nhớ ở bữa nấu chua đó. Con nhớ đất con có nào mà bữa nào con ra coi còn không? Cây rễ bứa nó trừ cho đừng ông mình đau thắt năng lên quần. Đau lưng không Tư? Đừng ông mình bài. Con chặt một khúc rễ ông bắp tay gì, chải gì đó cái đốt lửa lên hơ vui cho ảnh thì mày uống ghiền luôn, nó uống mùi vị nó ngon hơn bị biển luôn. Ngâm rượu không Tư? Ngâm rượu đó là bị biển là chỉ thận sỏi. Ừ. Sỏi thận ít sỏi thận là cái lứt biển thầy. Dạ. Yeah. Trời ơi. Đi đâm chuột đào chuột tối ngày thầy bà gì. Lúc đó ông Tư chưa biết thuốc hả ông Tư? Chưa, không biết thuốc. Theo ông nội đi kiếm thuốc vậy chứ không để ý thuốc. Yeah. Rồi năm đó tao đau mày ơi, đau đau kỳ cục lắm. Đau mạnh đau. Như trâu vậy nó muốn đau, đau ngang đau. Cũng như đau giá bộ vậy hả ông Tư? Ừ. Rồi tao mới đi lên xã, tao xin giấy đặng đi Đồng Yên. Yeah. Xin giấy rồi chưa tới xã
ghé tới mệt, ốm nhom ốm nhách đi mệt, ghé ông anh rể nghỉ, ông thợ đóng xe bò, nghỉ tôi ngồi nói chuyện, ông dấn thuốc được hút ngồi nói chuyện, anh em dòm dòm cậu đau có chuyện mà cậu Tư. Thế ông hay ông Tư? Ông coi tay không à, ông coi tay của ổng không à. Dạ. Con phải mua 7 ngọn đèn cầy nhỏ nhỏ, cái út út như nè. Dạ. Ông đốt 7 ngọn đèn cầy cắm trên bàn tổ, ông thờ Quan Đế Thánh Quân. Dạ. Rồi ông xè bằng tay, ông coi, cái trong bóng đèn đó. Ông nói cậu đau có chuyện rồi. Cậu phải về và cậu phải cúng mà gà trong nhà 400-500 gà mà. Dạ. Mua gà đông lắm. Mới cúng gà mới được hả ông Tư? Cúng gà. Bị binh tướng của ông Tư theo đòi cậu làm thầy. Cậu phải làm thầy, không làm thầy người ta phá cậu. Dạ. Thì về xin phép rồi ra sáng khuya đi đợi. Ồ, về tôi kêu thứ tư mà bắt gà trống bành kia mà hằng sẵn ăn luôn. Cúng rồi sẽ phai ăn luôn. Rồi cúng rồi đàng hoàng, giái cúng đàng hoàng, quý ấy tôi đi kiếm ăn rồi về. Muốn thầy bà gì mà nhờ tổ thầy phải theo độ tôi chứ mới được. Tôi không dốt, tôi không biết thuốc gì hết. Ông giái gì đó hả ông Tư? Ừ. Rồi cũng như mà không có bệnh hoạn vậy thôi. Ngộ á. Đi đồng đi quất nửa tháng cái gì à. Vì cái bệnh rai đó rắn cũng ít. Dạ. Đi đó rừng nhiều cắn ba thằng đi so nhái không à. Dạ. Là lúc đó là ông Tư ra trị bệnh cho ông ta rồi chị rắn cắn rồi luôn đó ông Tư lúc đó. Trị rắn hồi nào giờ lận, trị rắn trước. Dạ. Rồi bắt đầu làm anh hai mày hồi đó đau, tức là thầy chạy hết rồi nó bao đau 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 ba băng đen á. Dạ. Nó ốm kêu băng khỉ đó. Dạ. Y như ăn khỉ, nó ngó mẹ ngói nè, nó ngói lá cừ lắm, con mắt thì thầu lồi rượu ngựa cổ gò má gì lòi ra xương không. Tím Tư mày đâu biết cho nó, anh ăn bậy bạ, anh ỉa ngầu, ở nhà ai người ta cũng đuổi, ỉa nó hôi chịu không nổi, ỉa nước không. Thì tao gặp, tao ra, tao hút thuốc, tao đi bước thuốc, hút uống con thang màu hết rồi. Tao bị cho nó chắc nó uống 2-3 thang nó hết. Tự động biết thuốc luôn vậy đó hả ông Tư? Không, hồi đó biết thuốc rồi, biết mà không hút. Thuốc ban thì trong góc của ông nội mà. Dạ dạ. Rồi sau này làm tới mà ông đổ. Là cái ca bệnh anh ba đau là ông Tư trị đầu tiên luôn. Ừ. Chị cho người nhà. Thứ hai anh Hoàng. Dạ. Thuốc ban dễ ở con mười mấy vị mà phải kiếm cho đủ thuốc. Thuốc nam không hả ông Tư? Thuốc nam không. Rồi riết rồi đi mệt mỏi đi gì nói nữa. Hồi xưa người ta bị ban khỉ đó là người ta bị có tật luôn nhiều lắm đó ông Tư. Ban bạch đó mới bị tật nhiều, đuôi con mắt sụi tai sụi giò nữa. Dạ. Đợt đau ban đó sụi bại nhiều lắm, đuôi mắt. Cũng như cái nhỏ ở gần nhà con ngoái hồi đó chắc nó bị ban hang mắt nó lòi ra luôn. Ừ. Cái đó hồi mới á, mới con bắt con cua đồng mình á. Yeah. Lấy bằng chải đánh cho sạch sẽ rồi cái bẻ cái ngoe nhọn của nó, cái móc nó nhọn quắt ngoài đó bẻ để về cái lấy cái càng nhiễu vô mắt. Yeah. Ngày nhỏ cho nó 1 lần 2 lần hết. Hồi đó ở nhà nhỏ đó nó làm lò tàu hũ á, mà gia đình ăn chay rồi người ta cũng chỉ kiếm con này con kia đơn nhỏ mắt đó cho hết, ổng không chịu, ổng la sát sanh ổng không làm.
ngay vợ nhỏ nó hư hai mắt luôn. Rồi vô như cái đó rau trai. Rau trai mình hái mình ăn đó. Dạ. Nhất nhất đó. Hư hai mắt luôn mà nấu cơm, nấu đồ ăn nó làm được chưa? Bẩm sinh nó quen rồi. Dạ. Không biết. Đầu tiên hồi đó biết yêu cái gì à? Tôi đi thăm thằng, bị thằng con của ổng, thằng cháu của ổng là lính của tao. Yeah. Dắt về nhà cô nó cũng đuôi hai mắt, mai đại tài. Chỗ kim lẹ hơn mình có một mắt nữa. Hay ha. Ừ, nó mai mái. Yeah. Mai đẹp lắm. Mấy người mà nhà, nhà ngói xưa nữa. Yeah. Ông già nó tuyên bố ai ưng ổng, ổng cho nửa mẫu đất đó. Đất cồn mà. Yeah. Rồi cái nhà đó ở cho hai vợ chồng ở đó nuôi ổng. Kể như đất đó mình hưởng hết đi. Thấy nhỏ thì nó đẹp. Nó ngộ theo cái ý mình muốn, mình thích lắm. Nhưng mà không thấy được. Nhưng mà ngặt cái đuôi mắt đó nữa, chuyện gì nằm suy nghĩ. Mình nữa có con rồi ỉa đái làm sao đây quá. Suy nghĩ đủ thứ. Ủa, ta lắc đầu. Lo xa. Nó sổ kim lẻ hơn mà bác cháu mình nữa. Yeah. Thấy nó cầm công chỉ với cây kim này, nó cái, chỗ cái kim nó xe về là nó sổ cây kim chỉ qua cái kia lỗ kim. Hay thiệt là hay. À, có tật có tài. Yeah. Chứ mình mắt sáng cầm cái kim sổ biết bao lâu mới trật qua. Trật tới trật lui. À. Yeah. Nó cầm vậy, nó kê vậy, nó chập cây kim, cái lỗ kim với cọng chỉ nó xe cái lọt qua bển. Làm như nó có cái mưu mẹo làm sao á không tư? Có cái tài cái gì kia. Dạ. Thì cũng như con nhỏ mà ở dưới Thốt Nốt nè, bên Cồn á. Cây kim với cọng chỉ ngậm vô họng nó xỏ một lượt 4-5 nhợ chỉ vô cây kim luôn á. Mà xỏ bằng cái lử. Không biết sao ngộ thiệt. Nó lừa cách sao mà mình. Dạ. Cái lử mình cái cộng xương với mắt xương qua. Rồi cộng xương cái xương tổ mẹ ăn còn mắt xương. Rồi đưa miếng giấy cho nó thắt nguyên con hạt luôn, bằng cái lử luôn. Hay thiệt là hay. Có cái tật bẩm sinh tài. Vì nó có tật nó nằm không mà nó không có ngồi, không có đi được. Nó không con chù luôn. Con ăn tôm nó nổi dữ vậy ta. Ừ, nhưng băng ben lát biến nó cũng phong đó. Trúng ăn trúng vô thịt bò, thịt vịt xiêm lai ăn trúng dậy cứng mình luôn. Nãy xuống ông Tư tìm ông Tư chỉ thuốc không đi? Xong liền. Xong liền. Ừ. Mình xong bằng cái bài thuốc gì không Tư? Thuốc nhà nè, thuốc nhà có sẵn đó. Loại dân hương. Hay lưới mục gì nó xong mày đai rồi con biết không? Lưới cũ. Chai chất xù. Chai chất xù là xong mấy người đạp đinh xét rồi. Xong chai chất xù với lưới cũ. Còn cái năm tư xong đó là loại dán hương. Dán hương, ông lùi vẽ. Ông lùi vẽ tóc rối. Ừ, lá lợp nhà mình. Tóc rối rồi xong cho bà mấy người đạp đinh đó. Mới có tóc rối mới được, nó mới hút độc ra. Tại xong bây giờ khỏi tóc rối. Mấy người bị đạp đinh xét rồi hả ông Tư? Đạp đinh xét đâu có gì bằng củ kiệu bằng dưa mình. Dạ. Củ kiệu bằng dưa con đâm để phèn chua muối hột một chút rồi mà khử nặng cho nó ra máu nước vàng gì đó, bó vô. Rồi nó nhất không nằm được á, phải ngồi đó, nó nhất nó bật. Bật đóng rút á. Yeah. Ừ. Mỗi lần con xong một lần cái thứ tôi nói không hồi sớm mà tóc rối với chai sù với lại cái lưỡi hương. Cưng bị gì? Đeo cái me phóng xuống cái cây lên này nè, đâm xém chỗ luôn, xém chỗ tóc lên trên rồi. Trời ơi. Rút ra là cái bực vô cái ngoài không có gì dữ vô. Vô nó mà nói xong cái gì xong mà xong tới 3 lần rồi. Nghe nói nổi ốc. Nó nhiễu chứ lúc không xong nó có gì cái xong có nó nóng nó nhiễu chứ mà rút bực nó rút mà nó nhanh hết nè. Ừ. Rút ra nó không bị nhanh lắm.
nó hết độc rồi, nó đầu nó mau lành nè. Mau lành. Nhưng mà phải bó gừng, gừng với đây, mọi lần bó gừng với xăng chứ không dùng mật ong thì cũng tốt, không dùng gừng với xăng. Nó cũng rút mà không rút độc bằng mình xong đâu. Không xong rồi nó bó đó. Tao đi bên Phú Quốc cái thằng này nó bị cá ngát đâm. Là cái ông đông y đó rồi nữa, hai vợ chồng đông y không không biết thuốc gì đó. Chạy lên rước tao, rước tao xuống nó cho một khúc cá ngát ở cá thì nó cho một khúc độ 3 kg vậy, bằng bắp dế mà mình khúc cả 5 tấc vậy. Tao nói bản này tổ sai chết luôn. Rồi tao biểu vợ chồng, vợ thằng thầy thuốc đó ấy, chỉ nó luôn củ hành tiêu mình đó tân, củ hành tiêu mình đâm với phải có đường thốt lốt nó hay, đường chảy cũng được, đường bóng trâu mình cũng được mà nó chậm hơn đường thốt lốt. Đâm củ hành tiều đó với đường thốt lốt cũng đâm với bố phèn muối để vô, con xào ấm ấm rồi bó vô, bệnh nhân đương la làng vậy bó vô em ru ngủ luôn, ngái khò khò la hay gì ấy, nó quất một khúc cá nhồng, một khúc cá nhồng, con cá nhồng đâu 9-10 kg, nó quất một khúc dài nên em cho ra. Cá nhồng là cá biển không Tư? Cá biển thứ cá nó như cá liềm kềm mình, nó táp ầm 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 mà trúng bèn rồi bày nó cũng như trời gầm vậy đó. Ghê vậy. Bà nội đánh trúng bày cá đó, cái khẩm ghe đục rồi đó, mắc xả lưới bỏ đó. Dạ. Cây gió bầu. Cây chầm. Gốc chầm tóc. Nguyên thân rễ gì đầm cầm hết luôn. Nó đang xì nè. Em không biết 1 tỷ nữa. Người ta trả 40 tỷ chưa bán. Ở bên Dương Tơ đó ông Tư. Hiện giờ ông cắt trong kho. Phú Quốc. Dương Đông, Dương Tơ, Phú Quốc. Gia đình này ở Dương Tơ nè. Quê T1 lên quay nè. Cây trầm hương nguyên khối luôn. Cả 2 tấn. Nguyên khối cả 2 tấn. Mấy này Nam mình mới có ngoài. Cùng với sợ nó lấy nước sơn, nước sơn chứ. Đâu có cái này quê tới quê một đó, tới đây quay luôn. Đại đó quê quay mà. Nhà nước quay mà. Là nên ở ngoài miền Bắc vô trả 40 tỷ không bán. Dễ gì. Đâu phải gì. Cái cây đó nó dụ 1-2 tấn là cầu 1-2 ngàn tỷ á. Dạ. 2 tấn lận, cây này tới 2 tấn trên đài nói luôn mà. Đào lên rồi phải không? Nè, đào lên rồi nè, đem về ổng đem về cái kho nhà ổng cất rồi. Để trong nhà. Nè, nguyên thân cây đen bóng luôn, đen hết cây luôn Tư. Bốc mùi hương. Ừ, thơm dữ lắm. Thơm, nó thơm có giờ. Nè, cái cây gió bầu nè, trên 100 tuổi ở Phú Quốc nè. Phát trầm hương toàn thân. Ngay trân mũi hoàng chảo đó có đó mà nó bất kỳ nó tìm quê một, biết bao nhiêu tìm lợi nằm đó hôm nay nó rượt chạy bỏ mà bỏ đồ bỏ ba lô bỏ đồ ăn chạy thấy mụ nổi. Chủ nhân của cây trầm là hôm nay ở ngoài đó nổi tiếng luôn vô cái trầm hương. Mới khám phá ra đây hay có dạ, lâu rồi. Mới đây. Trong vườn của ổng ngẫu nhiên cũng đào lên gặp cho thôi. Ở trong vườn ổng á ông Tư. Cái đó dạng trầm lục là. Trầm hương ra toàn thân luôn chứ không phải trong thân cây có chỗ này chỗ kia. Này toàn thân luôn, cả 2 tấn. Quý nhất là bắp trầm. Dạ. Chỉ với dạng tiên thánh rồi mới xài thôi. Bắp trầm ở trong giữa cái thân cây nó trổ ra như bắp chuối đen xì. Chùa Kiến An ở dưới có đó. Để trong bàn thờ thần đó. Đình Kiến An á. Dạ. Yeah. Đình Kiến An có bắp trầm phải không Tư? Có đó. Mà lại mà hỏi vậy ông Tư cũng có nói đâu. Để trong tủ kiến mà quấn vải đỏ luôn.
sợ bây giờ chứ không còn. Ngoài cái gốc nó đi tìm trầm mình đi chết trong rừng luôn đó. Người miền Bắc với người miền Trung người ta đi tìm trầm á. Với người ta làm nhân tạo vậy đó ông Tư. Nó khoan lỗ, nó chích dầu gì đó. Nguyên cái vườn ba lưới có mấy cây bự bự nè. Mấy trăm cây vì nó rụng hột lên đó. Mà có mấy cây bự à. Vô nó khoan hư hết trơn. Cây gió bầu đó hả? Gió bầu. Mà chỉ có cái cây gió bầu mới tạo ra trầm thôi chứ đâu. Đúng. Có cây nào nữa không Tư? Có mà trầm kia nó không thơm bằng cái gió bầu. Gì sao? Trên cái chỗ mình đi qua chỗ Ba Cô vừa không đi có mấy cây đó. Ừ, hai cây. Nhóc. Bây cây có ôm nữa. Mũi nhóc. Ừ. Có một cây ôm, nguyên ôm luôn á. Mà mấy cây đó nó xương quá chắc không có trồng. Cái ở dưới gốc mà cưng chỉ nó có một lỗ kiến đó. Ờ, cái lỗ đó là mới có. Ừ. Mà ở mấy ngàn nó cũng bướng về vài cây nó trồng ngàn nó cái chừng nào nó có trồng thông thường nó có trồng nó tốt đó, từ 7 năm cho tới 10 năm nó có mấy trăm năm cái đó là trồng nó tạo trồng nó nó gãy nhánh rồi nước mưa nó đọng trong đó rồi nó mới tạo trầm từ vài chục năm cái trầm được nó nặng như sừng trâu sừng bò mình như ngà voi vậy đó chứ cái cây nó nhẹ bỏng à. Mỗi lần ông cồ lên cây trầm bự vậy đó, ông lấy búa ông chặt như cây chai mình lấy dầu vậy đó. Băm vô rồi ông bỏ đó, vài ba năm sau đó, nó liền cái nó lú trầm lên, trầm kêu trầm dáng ông đen đen chút vậy đó. Đốt nó thơm bát ngát mà. Ngộ cái cây đó ngộ. Ông cha mấy ông cha xài nó không? Mấy nhà thờ lớn xài trầm đó không? Yeah. Mấy anh... Đó là riêng á. Trầm quen là bị riêng á. Nhiều thơm dữ lắm mà. Thơm, xong thơm phức. Dầu thơm không đổi. Vị nó thơm là thơm cái kiểu mà thiên nhiên. Rơm mà đo 3 số 7 hồi trước của Pháp đó là tinh dầu trầm đó không? Dưới cái gì mà nổi ngoài biển nè, không tới cái gì quên nè. Cái... Không, cái gì mộc giáng lâm hay gì long hoa hương gì đó long dân hương long thiên hương long thiên hương long thiên hương của cá nhà tán long viên hương bị con cá hương. Nhà tán nó ở dưới rồng rồi mới thải cái tinh trùng ra đó nó đóng cục thằng này nó đi chơi ngoài biển ông Mỹ nó dắt con chó theo. Rồi nó bỏ con chó bỏ nó con chó nó ở nó moi hoài nó đi cả cây số rồi nó mới trở lại con chó này nó moi cái vật gì mà nó moi hoài nó không đi lại nó quất cục cát bự tùa rồi cục 5-7 kg hình như nó mấy tỷ đô la gì đó mẹ vì nó thơm dữ lắm mà còn cá không nó bọc đem về rồi nó lại diện khảo cứu nó nhờ coi nhưng nó không biết cục gì. Bóp thì mềm mà nó thơm cái mùi dịu dàng lắm. Cái ông này ông đi biển rồi chiếc xuồng ông bị sóng đánh bể cái lô đi banh ra ông lấy dây chạy ông cột lại rồi ông lên mé ông gặp cục nó ngộ ông lấy ông trét mũi xuồng đừng cho nước chảy vô á. Ông giăng lưới cá biển ông lên cái ông đậu ngay trân tiệm thuốc bắc chạy đi xuống cái gì đó gặp cái ông chờ ông đi về cái nó hà hiêu bán chiếc xuồng này tôi tưởng chạy nói chơi hiêu nói chơi ấy tôi bán hiêu 100.000 đó chiếc xuồng đó cũng bể rồi vì ông đâu biết cái viên hương đó đâu biết long viên hương là mà chạy lấy rồi lấy lên thì không hay. Nó nói khi nào mà gặp cái này Hy lấy hết gì cho tôi bao nhiêu tôi cũng mua 100 triệu tôi cũng mua đừng nói 100.000 rượu nữa rồi nó cho tiền thêm ổng đi ổng về ổng nói rượu thằng ba tạo ổng ngu ổng vô mà ổng ngờ mình ngu mình chưa hay nhưng mà có những người mình ăn đã sử dụng qua bằng cái độc nó tìm hiểu nó biết chứ như mình ra mình ra mình gặp cũng chả biết nó là gì
Mới đi mấy biển năm đó tôi vớt cái đầu cá mó ra qua lớn. Cá gì không tự? Cá mó. Cá mó mà mình đi lặn dưới biển nó cắn cục giò mình đó. Răng như răng chó vậy. Không, cá mú khác, cá mó khác. Gì sao? Cá mó dải nó xanh xanh như cá rô biển mình dải màu xanh đẹp lắm mày. Dải bành bành. Tao nói tao. Tao lấy về chạy chạy tôi xỏ sách về đi vô rễ ông đó. Trời đủ ở đâu có mồi bén vậy. Mới người ta mới cho nó trời cái này là ai cho. Tao nói không tao lượm lượm mấy biển. Vô có gì đâu nhưng ông mặn rửa cát sạch kia ông. Lá bứa non mình nó bẻ luộc. 4-5 thằng nhậu đó hết 2-3 lít rượu. Cái da nó dày hơn da heo mình á. Ôi giời. Ý rồi cái đó không lẽ cái con cá nó bị cá mập gì cắn con cá mập không tư? Ba cái lưới hoàng ở ngoài Đại Tây Dương á, lưới hoàng lỗ nó tới 2 tấc rưỡi lận. Rồi nó lọt mặt lưới, cái đầu nó còn dính cái đuôi ở sau cá mập mập con kéo lưới hoàng hai chiếc tàu nó bành kỳ. Cái lưới hoàng nó lớn dữ lắm, nó kéo vô cá mập ảnh theo để ảnh vớt mấy con cá lọt lưới đó. Quất còn khúc cái đầu nó gỡ dục. Dân đi biển cá nó ngon cỡ nào ngon nhưng mà cá mập ăn rồi nó cũng dục. Chê xui. Không ăn. Ngộ thế. Mà cái đầu nó ngon dữ lắm hả ông Tư? Tao nói mày cái da đâu hai lóng tay mình. Nó dày mà nó béo. Ông luộc lá bứa không à, với lọt chạy. Có hai thứ đó. Ngon không mình luộc hai thứ dễ đề đó mà vô quốc có cả chục cái trụ mà không còn món nào. Bà nội tao ông đầu tiên ông ai cho tao tao nó cho đâu đi mấy biển sống nó đánh tấp vô lụm mà không biết cái gì thấy dễ xanh đã lắm ông ăn cá mó vậy mà ông thư cũng dám ăn ta. Người ta ăn mình ăn cái sợ gì vậy là người cái cá nóc rồi nó cho tao con một con vuông trân như này về nó bằng chiếc trực thăng ồn nữa nên chúng ăn cắp mất tiêu. Cái đầu ông Tư làm gì chắc cái mình nó bự dữ lắm hả ông Tư? Cá đó, đó chắc 50 kg chắc là. Ôi ôi. Bự lắm. Cá biển thông thường gần như là nó nặng hơn cái cá ngọt mình. Cái gì nó da dẻ nó chắc hơn. Chắc thịt hơn. Công nhận ăn ổng nấu canh chua với bứa với lọt chạy mà ăn nó ngon. Nó béo kỳ cục mày ơi, bị mình chưa từng ăn nó béo kỳ cục. Béo cái đầu mà ông chẻ làm 4 miếng ra ông nấu ăn tại chỗ 2 miếng còn miếng ông nó để dành chiều, miếng ông cho tao đem về. Cái đầu lớn chắc nấu một cái nồi thắng đường nó vừa á bự nấu banh ký gì nữa. Bà nội để đó. Nguyên cái nồi cái đầu vậy luôn không chẻ ra luôn chẻ ra chẻ làm 4 ra. Nó có ốc giống như mấy người ta phải ốc sao con ăn được. Tao đưa đũa mà tao lấy tao dít miếng để vô rượu ngựa uống mấy ly rượu chưa hết béo. Béo ăn chịu không nổi ông nó ăn nhiều ỉa anh ỉa dữ lắm à. Cái con cá mà cái đầu bự như vậy là cái ốc nó nhiều hơn ốc heo luôn à. Nhiều. Nó béo hơn ốc heo luôn hả ông Tư? Béo mày béo như mỡ heo mình ăn như mỡ vậy. Khó ăn. Ông nó ăn nhiều vậy á, cậu vừa không kịp. Con còn phải cá mối nha, cá mối ngon, cá mối làm cô. Cá mối thì con đâu bự, cầm tay là bự lắm. Nhưng mà làm cô mà chiên ra rồi ăn chắc hết rồi cơm. Đi miền dưới á, con biết. Cá mối sao? Nó dài dài, nó nhỏ. Nhưng cá bóng mình á, nó như cá lóc mà nó dài. Dài cái đầu ảnh dẹp. Yeah. Nào giờ chưa thấy. Cái đầu ảnh dẹp đẹp à. Cá biển chỉ đừng bà đẻ ăn cá mối được thôi. Dạ. Sớ thịt nó đã luôn em. Sớ thịt nó giống như cái con rắn mối mà nó hơi ngáy ngáy vậy đó. Vậy hả? Nó răng cưa nó ráp thịt cục cục như con bẻ vậy. Ý vậy giống thịt rắn luôn vậy hả ông Tư? Giống đuôi rắn vậy. Giống như rắn mối vậy cái thịt nó. Con rắn mối như cái đuôi rắn mối vậy con giống bẻ như... rút ra nó có cái... Dạ chôm 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 nữa không Tư? Ừ. Dạ. Ý sao ngộ à? Ừ không biết sao vậy. Mà nó ngon lắm, con mối ngon lắm. Cá mối ngon lành vậy rễ rề. Không biết sao mà con chiên nhau ăn hết một cơm. Nhưng nó làm khô mặn như muối lầu rồi không ngâm nước sao con xả nước rồi chiên lại ăn nó mặn. Bữa nào mua cho vợ ăn bữa đi.
Nào giờ có biết con đó đâu mà mua? Nghe mấy tiệm khô bán kêu bán khô cá mối rồi. Cá mối con chân cái con dai dai vậy nè. Yeah. Mặn như múa lồi vậy đó. Cái đầu như cá bóng mình dẹp đép à. Mặn như múa lồi. Rẻ. Muối mặn dữ lắm. Bị muối mặn nặng để lâu. Nặng cả ký nữa. Dạ. Yeah. Con muối mình ăn đâu có muối mặn. Dạ. Yeah. Con đi ở dưới Trưng Quy Đá Bạc với có cá phai. Cá phai con một ngón tay râu dài dài vậy nè. Cá đó mày ăn mới ngon chứ khô cá mối ngon lạnh vậy. Mà cá phai cứ cho mấy người nhậu thôi chứ cơm gì. Cá phai ngon lắm mày, bố bóp gọi mày ăn coi đã lắm. Hai cộng râu ảnh dài cả gan. Còn con nghe người ta nói mấy cái người mà bán khô đập mà thẻ 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 đó ông Tư. Ừ. Rồi người ta nướng người ta đập nát ra đó làm mấy ổng nói khô đó khô cá mập hả ông Tư? Cá mập, nó kêu nó muối, nó kêu cá đường cái này kia nó gạt cá mập không. Vì sao? Ừ, người ta biết người ta đâu ăn. Con nghe nói thôi chứ. Điện cá mập, ông nói nó ăn thịt người, người đâu có đâu mà ăn. Người có tao ăn đúng rồi đó. Được không? Người ta mấy cái quán nhậu nhỏ nhỏ người ta ưa có cái cọng khô dài vậy nè thịt không à, người ta nướng rồi đầu để lên cái thớt nó đập đập nó bong ra chắc nó đó cá mập thì nghe nói cá mập nó kêu cá gọc cá đồ là cá mập đó. Dạ. Yeah. Nó lóc nửa bằng chân cái mình thổi dài 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 vậy nè. Đúng rồi, dòm thịt trong chanh đã lắm. Nướng rồi mấy ổng đập nó bông lên bánh kia không thôi. Cá mập con. Ừ. Mập con mà chài không có. Bà nội ơi, một con vậy đó tính mấy triệu bạc đó, phải rẻ đâu con. Mày nhớ vô nhà hàng mà cao cấp nó mới có gì cá mập đó. Mà cái gì nó ngon không mà sao mà mắc. Nó béo ăn cũng như tổ yến mình. Vậy sao? Con mấy ông là ngon thôi. Vậy là không có xương hả ông Tư? Không. Vậy sao? Bổ vậy rồi cái đuôi của nó cắt lấy gì bỏ mà nước ngoài làm mồm anh không thấy hả, quay hoài đó cắt xong bỏ. Bỏ đây. Nguyên cá mập nó đâu có lấy nó thịt. Thế nhưng mà mình đâu có chưa có ăn lần nào, mình đâu có biết nó có xương hay là thịt gì. Chưa. Bắt làm chén đi. Thôi. Mấy triệu nữa. Chén mấy triệu đó, bào ngư di cá là nó đó. Còn bào ngư mấy thợ lặn đem lên cả rổ luộc. Để tiền đó nấu cơm từ thiện cho người ta. Bầu ngư nó cũng như ốc mình. Cụ khiếu. Ừ. Con bầu ngư nó như ốc mình, nó có miễn ở bên thịt, còn bên vỏ. Ngộ. Con gà nó di chuyển cách nào không? Thì nó bò như ốc mình hả? À, nó bò trong ốc. Ừ, mà trên có cái mù cứng ngắc à. Dưới thịt không à. Rồi con cổ khiếu là con gì nữa? Cổ khiếu là con con. Cụ khiếu nó cũng y như bào ngư vậy mày ơi. Nó nhỏ và hai ba ngón tay nó dài. Nó có 9 cái lỗ. Ý sao ngộ. Cái mai nó như dẹm mình mà nó 2 miếng, còn con bào ngư thì nó có 1 miếng à. Cái vỏ bông bông màu đẹp lắm nha. Trong tủ đó. Cụ khiếu. Cụ khiếu bào ngư rồi người dân đại gia mới ăn. Di cá mập. Yeah. Mày húp muỗng là 500 ngàn. Thôi. Húp ngay muỗng gần bao gạo, nửa bao gạo. Ừ. Mấy dân đại gia rồi ta thôi, ta không ăn cái đó đâu. Trời, hai chơi ngu chứ cho con hai chén cho nó ăn cũng được. Ý. Ý ăn tà hủ mà đòi ăn bầu ngư. Bầu ngư thằng Tăng nó nói không có máu ông Tư ơi. Nó không có máu. Nướng nó đâu ấy. Còn mình không có, tao lượm vỏ nhỏ nhỏ thì thiếu gì. Có rồi, đằng con tháng 4 coi nó có 9 cái lỗ. Ừ, có 9 cái lỗ rồi mà cái vỏ nó cẩn xa cừ, nó ban đêm con mở đèn nó chiếu xanh, đỏ, vàng, trắng gì đủ màu. Yeah. Đẹp. Còn tao có cái miếng bự đó của nước ngoài đó. Miếng đó. Con nó 1 ký mấy. Còn cái con mà con thích cái con mà ra biển đó. Cái con điệp đó ông Tư. Sò điệp. Sò điệp á nó nhả ra gì đẹp hay ghê đó, cái vỏ nó đẹp. Đâu có mấy miếng bự đúng đó. Dạ. Yeah.
cái mà ông Tư không, tôi nói con ốc gì, ốc vú nàng. Ốc vú nàng cũng có trong tủ, tôi lượm mấy chục thứ ốc lần. Ốc vú nè, y như cái vú mình nhọn quắt kìa nè, úp vô vú bông bông đẹp lắm nè, màu sắc đẹp lắm nè. Cũng như đợt rồi ra Phú Quốc là lại chỗ nhà của ông chú Hà Trang á, mà chưa tới mình ghé vô cái tiệm bán vỏ ốc đó ông Tư. Thiếu gì có vậy? Mấy cái vỏ gì không biết con ốc gì luôn, ốc sa cừ con bự bự bằng cái nón nón. Được cái vỏ ốc mà thằng Hiền nó nuôi, cái vỏ ốc thằng này mình hai thằng khiêng á, sa cừ nó bự gì nữa, nó dày đâu chừng hơn tất. Con ốc nó biết bao nhiêu thịt nữa, biết nhiêu thịt nó kêu khâm đắt khala la đó. Tức là con ốc nó một cọp bước vô nó cắn đứt giò cọp luôn. Ôi ảnh hả họng ra mà dòm thấy đã lắm, đỏ lòm một vùng vậy đó. Đồ người ta thập cái cây gậy mây mình để vô ảnh mần cái cụp cốp gãy gây ngang. Cây mây mà gãy luôn hả ông Tư? Gãy ngang luôn. Cắn còn hơn kèm bấm mình. Ôi cây mây nó dẻo dữ lắm luôn á. Cắn có cốp vậy đó. Bởi vậy thành ra cái miên nó kêu cắn đứt giò cọp phải rồi. Anh cắn anh đeo đó là nước lớn, nước biển lớn đâu phải như trong mình đâu. Con chim mày nghe kêu dân dẳng dẳng vậy đó, nước tới chân mình rồi. Nhanh ghê. Mau thủy chiều lên đó không Tư? Lên theo sóng. Sóng ảnh vỗ lượng trước bằng đây tới con, ổng vỗ lượng sau nữa, sau mày mấy thước. Lên ghê, vậy đó. Nhanh. Cái đó y gan là mình cầm cái thau rồi mình nghiêng qua vậy. Thau nước. Mấy thằng đó nó biết ăn, tao gặp con cái nhau trâu. Con nhau trâu một vùng đó bằng cái nia mình, đỏ lòm, tao nói trời đụng mẹ con gì kỳ. Cái nhau con trâu nó đẻ hả ông Tư? Con nhau trâu. Con nhau trâu. Con nhau trâu ngoài biển. Vì sao? Nó không có vỏ có gì, đang đỏ lòm gì vậy đó. Giống con sứa vậy hả ông Tư? Đem về nó luộc mày. Đem về rồi nó luộc cái rồi nó chà rồi trắng tư lại không còn đỏ nữa. Rồi có gì đâu, dùng xào lá giang này với đọt chạy không có gì. Nhậu cũng ầm ầm. Nó mát dữ lắm, ông nội ăn, ông ăn ráng ăn nhiều nhiều, to ớn. Dai không được? Không. Nó mềm sụm cũng như trứng nước mình, một nùi bành kia như con sứa, cơm. Nhưng mà khi mình làm chín nó có dai không? Dai. Cái đó biết mới dám ăn, không biết sao dám gớ vô. Bởi vì nó hốt về tao nói trời đụng rồi con. Dám đụng luôn. Đụng, con dám đụng. Để tôi làm cho ông nhậu. Đồ biển. Cái con nó kêu con trúc biển. Bằng hai ngón tay mình nó đeo trong đá cứng ngắc khúc như nè. Mày gỡ lơ mơ không ra. Mình đem cái mũi quéo theo ngựa khự trúc biển về luộc anh ăn, công nhận anh ngon thiệt. Anh xấu quắc à. Có mắt mắt ở ngoài dòm như con trúc rừng mình nha. Mà ở trong ảnh như ốc đeo vô. Khự một lát đóng đem về luộc. Luộc là khự mài ảnh ra mà rửa lại mới luộc lại nữa ăn mới được. Vậy là luộc hai ba nước. Ờ, kêu con trúc biển. Ra ngoài biển tao ăn đủ thứ. Nhiều con không biết. Còn dòng mà rùa, con rùa ấy. Mưa một cái, một đám như mưa hôm mày đi vớt lát là một bao rồi. Trên suối chảy xuống. Chảy rùa chạy. Rùa chạy với rùa, con rùa gì ngộ đó. Là con rùa với thằng Đài nó đem lại cho ông Tư nó chiến rồi đó hả? Ờ, rùa đó, rùa chạy đó. Nó giống rùa vàng mà. Rùa chạy với rùa đó. Mà nó nuôi ba con không biết cạnh bỏ cái hồ nhỏ bò nó mất hết hai con mà nó không có bự con hả ông Tư? Cũng ký ngoài trở lại là nó không bự nữa. Con rùa nó nhìn giống như cái con rùa trong phim Từ Thiên cởi tâm tạng qua sông. Nhìn giống ghê vậy chứ. Đó là con ba ba rồi. Kêu ba ba. Nó có cái dè. Ở ngoài biển có nhiều sinh vật mình đâu có biết hết nổi.
đi chừng nào đi ấy ra bển, mình có xe nhà rồi đi bển ở chừng từng vậy đó. Mà bây giờ mình ăn tương không ăn gì, đâu ăn được đâu. Còn thứ mình ăn được. Chút ăn kiến. Nó là lợi, nó ngay ổ kiến rồi nó ăn luôn rồi chứ nó không quậy. Con nó bà dài, lử bà dài. Cái dậy hết thế, cái dậy giống dậy rồng. Rút dễ lắm, mày gặp mày chạy mày đá anh, đá anh cuốn cái hồ ôm gì à. Mà chắc nó hiền dữ lắm hả ông Tư? Hiền, đâu có răng có cỏ gì cắn ai. Dạ. Nó cắn tao vậy nó chết lại rồi, nó cắn chạy. Đâu có răng. Ăn mối kiến không, le lưỡi liếm không. Cái móng nó cũng cứng lắm ông Tư, cái móng nó móng. Chừng đất gò mối nó bư rồi nó nổi đó. Chà bèm mày sắn nó bùng bùng với ảnh bư đó gò mối. Móng nó với đời con chim gì, chim gõ kiến, công nhận cái đầu của nó vậy mà nó gõ cái cây, cái cây mập mập ghê vậy chứ. Gõ cho mối kiến chạy ra nó quất. Anh gõ có nhịp nó nghe, cọc 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 cọc. Cọc 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 nhịp hai ba cái vậy ra. Theo điệu đàng hoàng. Ừ, mò, kiến mối rồi kia tổng tuôn ra gấp ăn no rồi đi. Hai ba loại gõ kiến là có con nhỏ cầm tay, có con bự hơn. Còn con kêu mà kêu theo tiếng mỏ mình nó là con nó kêu nhiều không biết. Nó xíu không thôi. Nó kêu trang tiếng mà thầy chùa có mỏ. Tóc tóc đó hả? Dạ. Nó kêu thanh thầy tiếng kêu thanh. Con cuốc mà, chim cuốc thì nó bằng con cầm tay mình à, bằng con chim chóc chó vậy à. Màu sắc đẹp lắm rồi. Ừ, mình khi xuống tư coi là mình mới biết coi mình trị được. Tại vì nó là do cái con côn trùng nó đáp vô con mắt rồi, con mắt bây giờ nó bị giống như là nó bị kéo một cái lớp mây trắng tao thấy được. Cái đó bị dậy cá. Rầy lửa. Dậy cá hả? Rầy lửa nó đáp. Cái mông nó bé nó đáp vô nó cào cái người chất mây mắt mình ngươi á. Dạ. Mở rất mở nó. Cái đó là xuống mình phải dùng cây cần thăn mình bôi đắp. Đắp. Đắp mây nó hết rồi bây giờ nào giờ đâu có trị nó. Nhưng mà con nghĩ nếu mà do con vật nó tác động thì có thể trị hết. Do chấn thương. Ông này ai chỉ ổng lấy cái kiến cái ổ kiến nắc mà con tre nó ở con kiến ở trên tre đó. Yeah. Nó chạy đâu cái đít nó cũng quết quết trời, con nó mà đá vô mắt mày, mày mà leo cây té cây luôn xé mà rác luôn cây á. Y gan là nọc rắn phun vô hả ông Tư? Ừ, nó nhẹ hơn nọc rắn chút thôi. Rồi ông nội nào ông chỉ cũng bất nhân chỉ ông trên lộ bữa lấy ổ kiến nắc đó, cái gấp thang để lấy miệng rùa có lỗ úp lại trùng bàn lại xong nổ hai mắt luôn. À. Ổ con kiến nó con biết nó dơ gì nó lấy cứt bò nó làm ổ không à. Cái đó vô tình mà hại người ta. Cái con đó mà nó cắn trên cái tay mình chịu còn không nổi nữa sao xong chịu nổi được. Nó đáy con mắt một cái con muốn té cây luôn á. Ở trong tre mấy cái mắt tre rồi tôi cũng hay ở lắm. Cắn là bầm người. Nó kiến làm ổ nhất là mảng cầu gai miền dưới á. Tao đi với tao chỉ ông đó, ông mần cho tao con dịch chim chà bá. Hai thằng nhậu mấy ngày mới hết dịch. Sao ăn ít dữ không Tư? Bị ông chồng nó ăn mạnh như trâu vậy chứ. Tại dịch cũng quá bự. Bự quá bự. Dịch chim mà ông thiến. Ông nuôi ông tre á. Tre bà nội thấy ăn dịch tới tội lắm đó. Tân này chưa biết đâu. Sao mà giữ ăn nhiều cái. Sao mà còn mày ăn nó như cục mỡ heo rồi. Sao kỳ vậy? Bị con dịch bằng cùm tay rồi ông bỏ nó ông tre rồi. Dạ. Bẻ giò lại xuôi sao rồi cánh nó mọc lên đâu nổi. Ông nuôi ông tre rồi bữa nào cũng đem cơm lại nó ở ông tre đút vô cho nó ăn, ăn no rồi lấy ra. Ấy vậy rồi nó bằng cái ống tre nó hết lớn rồi không Tư? Lấy ống tre bự rồi biết lấy ống
thiết bự nuôi con vịt 4 kg mấy đó, vịt chim mình á. Vậy là cái thịt nó non trong luôn không Tư? Nó mềm chụm mỡ không mày ơi, ông làm cho ăn ăn miếng một tôi lắc đầu. Tội chết luôn rồi trời. Nuôi kiểu đó. Đồ nữa con vịt tên mày để mồi ra cha đó. Nó chồm cái nó lăn tròn mà giống. Bị gì giò hư trơn rồi không Tư? Đâu có ngay giò ra được. Dạ. Ngay giò không nó đâu không giò ra được. Cánh cũng không mọc nổi. Ờ. Cái nó giam lỏng đó. Gà chặt cho nó nhầm lỏng. Gà tiến, gà tiến, tao đi miền dưới hay ăn nhiều mấy cái gà tiến cũng mỡ không, dòng mỡ gà con khó ăn lắm. Ủa con gà người ta tiến chỗ nào, tiến hay gì ông Tư? Nó tiến bên hông nè mày, theo đít nó. Dạ. Nó có hai cái trứng, gà trống nó có trứng đó. Tao mổ ra đó, tao lắc hai trứng rồi ú, đi không nổi. Vậy là mình mổ bên trong mình mới thấy cái cặp trứng nó ở bên trong không Tư? Ừ, cái trứng dán nó mình ngón tay. Thôi vậy hả? Tại chúng tôi gà trống nó không có trứng, nó đâu có lòi ngoài cho mình thấy đâu. Nó nằm trong á. Vậy hả? Ừ. Mày mấy trứng. Trứng gà nó ở bên trong, trứng dán nó ở bên trong. À. Bởi vì nó đâu có tức dán đâu. Đi đá gà đó. Nằm ngoài sao đá được. Ông ngoại tao mà mày kêu bằng ông có ngoại. Ông bằng chuột mà có trứng giấy ông đâu bỏ. Đuôi ông không bỏ. Ông chặt túm cái bằng giò ông bỏ. Trứng giấy chuột ngon mà ông Tư. Ừ. Ông bằng ông đầu cổ chuột cũng để nguyên chặt cái hai cái bốn cái răng đó sao. Nhiều ăn hết không được. Ăn hết trơn. Được cũng được. Cái đầu cũng ngon lắm mà. Ông bằng mắm chuột mà công nhận mắm chuột ngon. Mày thấy mày nhiễu nước miếng liền. Mình ăn sống được không ông Tư? Không có ăn sống. Không chưng không à. Mắm chuột. Mắm chuột. Nào giờ mới nghe mắm chuột. Chào tính cũng như mắm cá lóc mình dở ra nó đỏ tư mày thấy chuột thấy thèm lắm. Con chào tính đàng hoàng như cá mình. Mình làm vậy bao lâu mình mới được ăn ông Tư? Thì cũng 2-3 tháng ăn rồi. Ờ, ăn con cũng trao như giống cá lóc này kia giống thịt cá lóc vậy. Dạ. Ông cũng rải tính ra trao vậy. Rõ từ mà chỉ là làm chuột được, làm thịt heo thịt này thịt bò kia được hết á. Tao ăn thịt heo nhận mắm đi nè nhóc, tao mần nè. Dạ. Con sắt thỏi chừng nửa ký bắp tay mình nè, ba rọi á. Dạ. Thịt gà rồi này kia làm được hết rồi. Cái gì mình làm mắm ăn không được, cái yeah. Nào con ăn chín con ăn ngon rồi, con làm mắm nó còn ngon hơn nữa. Dạ. Yeah. Thịt heo mình làm đúng ra ủ nó phải xanh, nó phải hôi chứ. Không xanh. Con muối rồi mày lấy mấy người người ta gói bánh tét đó. Dạ. Yeah. Muối mới bả muối rồi đàng hoàng mới bả ấy, miếng thịt cứng ngắt. Đỏ ao luôn hả? Ừ, gói bánh tét đó, thịt heo đó. Vậy là buộc ông Tư phải muối một lần rồi rửa bỏ rồi mấy ấy lại. Con không rửa cũng được, mà chợ gói bánh con để ấy nó mặn. Không rửa cũng được. Hồi xưa con thấy người ta ưa gắn cái đầu con nai lên vách tường đồ này kia đó ông Tư. Ừ, để mang nón mang đồ đó. Dạ. Nón nỉ rồi đó. Bây giờ tới sừng nai. Cái sừng nai này sao nó có hộp, đớp. Không có nói vậy đó con. Ngộ nó không có láng hay ông Tư? Không. Lớn già nó mới mài trên đầu đó láng đó, mài lên đụng lộn cái này nó mài cái gì nè. Ừ. Mài cho nhọn đang đụng lộn. Vậy sao? Ừ. Cho nó khôn dữ. Trời nó đụng lộn như trâu vậy mày ơi. Hồi đó trên núi Cấm á. Dạ. Chiều có 4-5 anh em bò lại rình trắng tranh đường lên vô đầu chỗ chùa Vạn Linh giờ đó. Dạ. Hồi đó một cái trắng tranh xa lắm, cả cây số. Chiều nó ăn ra rồi nó đụng lộn, mình thấy đụng còn hơn trâu mình. Ghê à. Đang chờ nó xúc sừng đang lụm. Quýnh người rớp mà không xúc. Dạ. Yeah. Đụng mình chờ cho xúc sừng không mà không cho xúc sừng. Chừng nào nó rủ nó tự động nó rớt à chứ nó chưa rủ dễ gì xích. Đâu không phải nó thay hết sừng tới lớp già nó hết thay sừng nữa. Dạ. Yeah. Nó không có nhung. Chừng nào nó đụng lộn nó gãy.
năm nó thay lần không tư? Năm thay lần. Ý vậy rồi cái lúc mà nó thay sừng mới là cái nó lên nó non lại nhung nữa hả? Nhung á. Cái sức tăng vậy đó mà uống chừng 5cc là bữa sau là giờ mặt mày nó tì phì như cúp bế. Rồi người ta lấy nhung là người ta cắt ngang luôn hả ông tư? Ừ. Cắt ngang nó đau không? Trời, máu ướt mặt ướt mày, rồi nó lấy máu đó nó chấm gòn, cắt nhung một lần cái mấy cây gòn, gòn ký ký đó mấy cây, chấm máu chảy ra đó. Ý là không cầm được hả ông tư? Cầm gì được, con nai nó mới cầm bảy nó rụng mà chết luôn. Con thấy là lấy nhung của con hu người ta bán đó ông tư. Ừ. Hu mắc hơn này. Nó nuôi hu nó bán nhung đó. Ừ. Nhung hu. Nhung hu thì nó dài nha, nó cắt cho khoảng tấc, hoặc có nó có cắt cho 2 tấc. Nó có nuôi cái hu, nhưng mà nó nói bị chưa, nó chưa rụng, nó cũng rụng lên sừng cũng nhung vậy. Nhung hu nó bằng chân cái mình à. Cái nhung này nó dụ nó ký 10 triệu, thằng kia ký phải 15-18 triệu. Mỗi lần lấy cái nhung tội nghiệp hôm nay giữ nó đau dữ lắm. Rồi cắt lần 3 năm sau nó chưa có lợi sức. Tưởng lấy cái nhung nó cắt như cái sừng không đau rồi này kia. Đau, máu chảy mấy ngày. Cái này mình cần mình lấy gặp mấy người mà tao, ví dụ như tao không biết ông tư cần chắc cho nên tao cũng bỏ chân chứ làm gì đâu, để đóng đó bỏ đóng đó rồi ai lấy chơi chơi chứ nó làm gì đâu. Cái sừng này giờ như mình làm gì giờ? Làm biết làm gì, để treo vách nhà đồ, treo áo đồ quần có cái chơi. Này con mua bảo hiểm tốt vậy đó, vùi bù lon gắn vô bảo hiểm, treo bảo hiểm. Treo không phải đội vậy ra đụ người ta không dám đụng mình. Đụng này chết mọc sừng này, sừng nó ngu ba dương. Sừng này chắc ở ngoài tự nhiên chứ nó lông mục lắm tôi. Lông mục cọp gặp ảnh ở trên. Ủa sao vậy chứ? Ừ, ảnh gặp ảnh liếm, ảnh liếm cũng như cái vũa cây mình vũa ở trong cây. Tao có khúc sừng mỗi lần rồi đâu mất tiêu, cọp liếm phân nửa cái sừng này. Ủa nó liếm mà mòn gì không thôi? Ồ, cứ lử anh y như cái vũa cưa, vũa sắt, vũa cây mình. Ghê rồi, như giấy nhám luôn không tư? Giấy nhám nhậm gì? Dùng đầu mình anh liếm cái trọc lóc, không còn không tóc. Ghê vậy? Ừ. Hồi đó cái bà đây, ở trên này, trên lộ. Bà đẻ đứa con rồi nửa đêm chết đi, bà biểu đại tớ bó lại đem ra ngoài giường thơm bỏ. Yeah. Đằng sáng mới chôn. Yeah. Bị chết ban đêm. Bỏ ngoài cọp xuống liếm cái đầu không còn cọng tóc, sáng nhỏ khóc. Người ở ra thấy nhỏ hôm hôm quấn kính mít sao bây giờ tóc ra trên. Dòm cái đầu trọc lóc, bụng tới già tới chết luôn không mọc tóc nữa mày. Ôi ngộ hả? Ừ, cọp liếm. Lăn lứt luôn. Làm như cái nước miếng của nó không cho mọc, không mọc tóc luôn. Ừ. Mà cái ông nó già tới sau này ông ngậm nữa, ông khùng luôn. Ông ngậm, ông nói chuyện nghe không được. Hồi cọp gì lợi hại ghê thật. Ừ. Chư thần xuống liếm. Một lần em này nhổ giục được không? Con báo cái móng vuốt nó để sức mạnh nó kinh khủng luôn. Con gặp nó tha con nai chà bá, con hung chà bá luôn, nó tha lên cây các bạn. Báo đốm nó nhỏ hơn cọp, nó quấn không lại cọp thôi, nó sợ cọp, sợ nhất là sư tử. Gặp sư tử chạy thấy bà nội. Mà nó chạy lẹ dữ lắm con báo. Nhưng nó leo cây được. Dạ leo cây được. Gặp trong cái đàn tổ nó xong nó tha được, nó tha lên mình thấy cái móng vuốt bố của cây mà cứng dữ luôn. Ừ. Nó chuyên môn nghề leo cây mà nó na mọn cây ở dưới luôn. Sư tử gặp hù lấy gì ăn? Ăn trên cây trên mấy cái cây mà người ta nói cây nó kêu cây gì đây, ban đêm có lửa hiện gì đó con, lửa nó bay gì vậy? Cái cây đó không ta? Ừ, kêu vì con chim nó na chuột na rắn này kia trỉnh ăn á, xíu yeah. Mình đâu có cọp báo. Yeah. Còn dùng ngoài mấy cây nó na rồi, có thần mộc đó, na riết rồi thấy lửa trên cây đó tùm lum đó.
ghê. Ừ, thành phần mộc. Mà cây gì ông Tư quên tên không Tư? Cái cây thì đến cây nào nó có nạn có nhánh nó na lên nó ăn ăn được đâu nó na lên nó hoài vậy đó. Con thấy truyền hình nó chiếu thế giới động vật nó na hu nai rồi lên chạy em đọt cây nó ăn đó. Ở dưới thì sợ sư tử thì ghét mấy cái cây đó nó thấm máu ghét có thằng mộc luôn không Tư? Thằng mộc luôn. Mấy cây mình nói tới yếm nhà chứ thật sự ra tới yếm ma quỷ trong cái cây. Ừ. Yếm thần mộc. Yếm thần mộc chứ không phải là yếm chủ nhà. Không, có yếm chủ nhà. Có luôn không Tư? Có. Cái đó cũng tùy theo trường hợp phải không Tư? Tùy theo trường hợp. Dạ, chứ đâu phải ai người ta cũng yếm. Bốn ông thợ mộc dựng nhà ông này. Nhưng mà ổng mần một bữa ổng cho ăn thịt heo, mơi ổng cho ăn cá, mơ mốt ổng cho ăn lương. Chứ ông không cho mày ăn 2-3 ngày. Thứ đó. Ổng cho ăn bao nhiêu đó thì ổng còn dư nhiêu ổng mần mắm mần khô ổng nhận đó. Ông thay đổi món gì? Ờ. Món cho người ta đừng nhém. Thay món cho thợ ăn. Rồi mấy ông thợ thì nói đủ mày ăn này nó giàu nó cao keo kiệt. Nó ăn nó không cho mình ăn nhiều, ăn món này cũng đổi món khác hoài. Yếm. Hiểu lầm ơi. Yếm này cho tiêu. Bị giàu mà. Chừng yếm xong chui, các nhà xong chui rồi anh ăn khánh thành rồi anh mới đem đồ mà ăn dư á. Heo, thịt, cá rồi này kia anh phơi khô hết, biểu vợ anh phơi khô. Đem về ăn dư là phơi khô để dành đó. Về anh mới đem món này. Nhờ mấy ông thợ đem này về cho anh em con cháu ăn tiếp. Bởi cái này những phần mấy ông, phần của mấy ông mà ăn nó thừa lại tôi để dành phơi khô. Rồi ngồi nhậu thấy ông này quá tốt. Cũng tưởng ông này cũng keo kiệt, cũng cho mình ăn, cũng đổi món hoài, không cho đồ ngon, không cho mình ăn. Rồi mới nói thôi để leo lên nhà để sửa đời lại. Ông ếm bốn cái thằng tác. Tức tác của gì ra ngoài sân á. Dạ. Cho nghèo luôn. Bị ông ấy, ông chủ nhà ông nói kệ nó, tác ra tác vô thì cũng được hết á. Không được cái nhà ở đâu. Thấy mấy ông thợ quá, ông mấy ông thợ thấy ông già quá tốt. Đem về thịt heo muối hủ hủ vậy để dành gửi gì cho vợ con ăn. Đem về cho ăn. Thấy vậy ông nói đổi lại để là thay là ông nói thôi kệ nó. Cái câu mà số mạng do thiên mà tiểu số cũng do thiên mà đại số cũng do thiên đó. Rồi ông già này ông mới đề vậy, ông nói do trời không à. Con gái mới nói vậy nó. Để đại số do thiên mà tiểu số phải do cần. Cần kiệm mới được giàu. Theo sửa cái bản thì ông nói được rồi cho mày cãi lời cha mẹ đụng ông lựa thằng nghèo nhất cũng như thằng đi quay YouTube gả con cũng con đại gia mà gả cho thằng Tân đi quay YouTube đủ ngựa chừng đi rồi bà già mẹ ruột á mới lấy vàng nhét vô ống chỉ á rồi để chỉ ngoài nhét ống chỉ. Đụng anh chồng gặp chồng khờ nữa. Mà vàng nó chất đầy xanh quanh nền nhà nó không biết. Nó nói đá bị nền nhà mưa lỡ đó. Nó lấy vàng mà nó nói đá không có chất xanh quanh. Mà vợ lên gặp. Gặp thấy vậy nó trời đất ơi. Nhà cha mẹ mình nó giàu đại phú có đâu bằng ông này. Ông này cũng đi chài. Cái vợ mới thấy vậy cái nói thôi ngày mai anh chài anh đừng có bắt cá bắt gì hết á. Anh lượm ba đá này về rằng nửa sau này mình có tiền mình xây cái nhà bự bự lên mình lấy đá này mình tránh. Nhưng mà không ngờ đụng ngựa chỉ bán vàng bạc.
chị kêu thợ đồ sẵn ở đây mà, nói ủa dòng cái này thì chở biết bao nhiêu xuồng mà hết, nhóc lội đụng giò đầy nhóc, lấy cục bự bự về chắc đừng cho lỡ với anh kê bếp anh nấu cơm. Ông không biết vàng không thưa? Không biết vàng. Khờ mà nó biết. Khờ mà. Chừng vợ về mới ấy kêu thợ xây dựng nhà rồi này kia, vào bằng mừ ông già ruột nó. Rồi cái câu mà chiếu lót đàn vàng phết ngõ ông mới qua đó, là câu ca dao hồi xưa đó. Có làm vậy luôn hả ông Tư? Có làm y vậy luôn. Chiếu phải lót đàn để cho ông đi qua, vàng phải phết ngõ, làm y vậy, mời cha mẹ qua ăn khánh thành. Bị ông khi dễ thằng này nghèo. Khi dễ nghèo đó. Chừng qua ông nói sao cái đồ này thiếu gì. Con ra xong con chở một lát nhóc luôn. Ổng có mấy ký ổng bo bo ổng giữ, ổng vào nhất dùng. Cái dòng đồ này thiếu gì. Cái đồng tiền vạn lịch cũng vậy, cái sự tích hồi xưa đúng không? Ổng không có cái mà ổng tức là ổng không phải ổng cái dễ người đó nghèo, mà ổng tức là con ổng cãi lại cái câu của ông bà để lại. Cãi câu sách tướng á. Nhưng mà nó nói đúng chứ đâu có sao. Nói đúng. Mình con phải muốn giàu, con phải hồi trước con phải cần kiệm mần ăn này kia nó mới có phát đạt. Con đâu có tiền mà tự nhiên của trời cho con đâu. Mồ hôi nước mắt con đổ trong biết bao nhiêu con mới giàu. Đại phú cũng do trời mà tiểu phú cũng do trời. Do trời định mình chứ còn mình định không được. Ổng tính ổng định được, ổng mới ghét gã mày cho thằng đi chài cá ăn hàng bữa rách rứa cho mày do trời. Nghe câu đó cũng đúng chứ, ý trời đã gả cho cái thằng giàu nhất dùng. Thành ra sau này nó giàu gấp 10 lần ổng. Vợ chồng nó giàu. Qua chiếu lót đàn vàng phết ngõ đàng hoàng, qua kêu ổng bả. Bả thì bả tin. Bả tin con gái biết cái đạo lý cần kiệm. Mà không ngờ thằng chồng nó vàng nó không biết, nó đá đất đủ gì chất đầy nhà đó. Vợ biểu thôi ngày mai anh có chài gặp cái này anh lượm gì mới đặng chất mấy cái đường lên xuống nè, rồi đừng cho nó lỡ đất, đất nó trôi đất, mưa nó trôi đất nhóc. Nói, anh cứ làm vậy đi, anh chở về đây đi. Ngày không có qua không anh Tư? Qua mời mà theo cái lời mời của nó là ổng mới nói câu nói vậy đó. Vàng phải phết ngõ, chiếu phải lót đàn. Nó làm y gan cái lời ổng luôn, nên ra ổng mới qua. Ổng qua ổng nói thế. Rồi ổng có xin miếng nào không Tư? Xin ai cho. Ổng giàu quá, giàu người già gần chết nữa. Hai vợ chồng này đại phú dùng đó luôn, tỉnh huyện đó luôn. Cái câu chuyện tôi nói cái câu chuyện ngày xưa thì có đó. Có trong sách mày, có sách đó, tao nhớ đâu tao kể đó. Có câu chuyện xưa, cái câu chuyện nó nghe nhiều người kể lắm. Với lại nhiều người người ta biết vàng, người ta không biết vàng á, ta gặp cái người ta có biết. Không biết. Tao đụng tao bỏ tao giục. Ồ ngựa chài mắt cái chài ảnh rách chài ảnh giục bỏ. Ồ dòng đồ này tôi giục nhóc. Chài dính chài đùm rách chài rách đồ giục. Vợ mới biểu anh cứ lượm đem về. Từ đó tới sau chở về xuồng hả ông Tư? Chở xuồng hẩm xuồng. Khỏi bắt cá. Rồi cặp ngỗng thần lên bị tại cái số người ta đại phú rồi. Vợ đi mua lúa mua đậu rồi về phơi đó, ngỗng thần lên ăn hết trơn. Trụ người anh thấy hai ngỗng bự quá, anh mới lấy ông chỉ vợ anh chọi. Vợ anh xỉu lên xỉu xuống, nó trời ơi của hồn môn mẹ lén cha mà cho gì mà anh dục hết trơn rồi. Ông nói cái gì tổng dữ vậy, quý gì dữ vậy. Nói, ông ngọc ngà vàng bạc thì mẹ để trong ống chỉ giấu vậy. Nó cọc ngỗng nó ăn lúa kìa, tôi dục nãy nó văng với mé đó. Xuống thì mất mẹ rồi, ngỗng thần mà. Rồi thì
chừng ảnh vào bất ngờ đem ngọc ngà châu báu đầy nhà ảnh luôn. Chú có... chú có mò cái con chỉ để gặp ngọc không tư? Gặp ngọc không, ngọc ngà không. Cái ngọc... đó là con cặp ngỗng đó, nó hướng dẫn cho dạ. Vợ đi xuống tiết của mẹ của Hồ Môn. Tiết ông chỉ rơi xuống mò, mò gặp lấy lên tàn ngọc ngà châu báu không. Đầy nhà đựng không hết. Rồi anh mới nói cái dòng cái đồ này mình lấy làm chi? Đồ này thiếu gì? Anh coi như cát, như hộp cây rừng vậy đó, anh không quý gì đó. Chừng sau này anh giàu, tôi coi cái sách đó, cái sách gì? Nhờ cái người đó không có biết nó quý giá mà cũng không có lòng tham. Cái người chân thật, con tính cái tánh đó là tánh Bồ Tát, chứ không phải tánh người thường được. Chỉ chài cá rồi đi đổi gạo đủ ăn rồi gì rồi đi chài, ngủ giấc thức dậy chịu đi chài cá khác ăn nữa. Chứ không có tham lam gì, không biết. Vì người ta mới thấy được cái đó. Sau này hình như cái tích đó là ảnh, cái đồng tiền vạn lịch là của ảnh in đó. Tiền cổ hồi xưa mà, tiền hồi xưa đó. Chứ con người mà tính tham lam đồ này kia đâu dễ gì ai ta độ. Dạ. Không độ đâu. Giống cái đợt mà cái thằng em con nó đi cấp cái mừng ớt với con đó, ừ. Nó gặp cái khoen của mấy cái người dân tộc á, ừ. Gặp cái khoen trong cái nó lụm nó không biết vàng vậy á. Nó lấy ra rồi rủi con làm gì với chồng cái cán men mình nó có cái lỗ đó chứ. Ảnh chơi ảnh lấy ảnh đóng rồi đó. Cái hồi cái mình lại mình lấy cái len nó, cái len hư mình rồi mình lấy len nó để mình dứt mừng ớt á, mình dứt lên cái ủa. Mình thấy mình biết vàng rồi, ừ. Vàng 24 mà nó lấp lên biết liền cái khoen nó người dân tộc đeo rồi mình biết, ừ. Ủa, trời sao mình gặp vàng mình lấy mình đóng vô đây làm gì nữa, vàng đâu ba, vàng gì vàng, không biết gì đâu, thì biết gì về đem coi tao đang bán cho tôi, tao đang bán cho tao đâu biết vàng. Hồi đó đào vàng xã Tiết này, năm độ đào vàng này cũng rần rộ, cũng lượm cục vàng tà bá này nè, thấy cục tròn tròn mà nó không tròn như trái banh, cũng cho con nó chọi chơi. Chọi tới chọi lui bù lăng bù lắc mà chừng phát hiện vàng kiếm không ra. Kiếm cục đó không biết nhưng nó chọi đâu mất tiêu rồi. Người ta lấy lại. Lúc người ta cho mà không biết. Ừ. Mà đâu phải như trong nhà nó mà thằng cháu ruột nữa. Nó để cho con cái nó chọi chơi rồi lần này tụi tao xuống chơi cũng thấy nó chọi lụp bụp thì mình đâu biết vàng. Mình tưởng dùng đồng đạn đốt rồi nó nóng nó cuốn lại, đâu biết vàng, ngu cỡ đó. Sau này đụng người ta bụi cỏ chỉ nhỏ xíu nó cũng nhổ lên nó kiếm cục đó, biết đường đâu mà kiếm. Người ta lấy lại thuốc rồi. Lấy đâu rồi, thằng vàng lấy rồi. Cái số mình nó không có cái đó, nó không hiểu được cái đó. Ừ. Để bữa nào lên chấm chấm đi. Mình chấm chấm chạy xuống dưới xã Tiết chơi. Cháu thì còn vàng bữa không được. Chắc bòn không được mà đều ở dưới cái giếng đó dữ lắm. Yeah. Nhiều cái chuyện bí ẩn gì đó. Bữa nào chở ông Tư xuống dưới ông Tư thăm lại coi. Mà không chừng giờ nó liếc giếng đó. Không, con chở ông Tư lại cái nhà của ông xã Tiết là ông Tư sẽ biết được cái giếng này không? Không biết, biết cái chỗ cái giếng nhưng mà sợ bị nhà Việt Nam mình giờ nó cắt đầy nhóc. Khu đó ít nhà, cái chỗ một chỗ nhà ông ra ngoài khu ngoài sao không? Từ nhà ông xã Tiết ra đó đâu cũng 500 thước. Cái giếng ở ngoài. Vậy là chắc còn tại khu đó chút đổng mà không ai cũng ngại vậy. Có, tôi coi xuống lần rồi tôi kiếm cái giếng trần ai. Sao con nhớ lúc trước gì con thấy ai cắt nhà. Dòng cây cối nó chặt nó dục muốn đầy giếng luôn. Chỗ đó có cây me thôi. Cây me thì mỗi lần cô Sáu cổ kể là cây me. Cái ông tài xế ông khi mà ông cẩu cây me lên trên chỗ cái xe đó ông cũng lên đi. Tại chỗ đó cái cây me nó lên đó. Cẩu lên xong rồi bắt đầu là ông gặp cái cục đen vừa lùi chào bá cái dạ nó bay thẳng mặt cổng rồi ông bỏ xe đi về hạ cẩu cái rồi đi về luôn không ghê hả cô nó có thần rừng hả me nó lớn lắm có người dựa vô cái me đó rồi có cất cái miễu luôn dạ miễu thờ lâu năm dùng đó hồi đó nhà cửa đâu có tao xuống gì dòng ban đêm này tao đi soi rắn hổ hành này một lát nhậu mấy ngày chưa hết rừng không hả ông tư rừng bụi không à
mùa nước lên chống xuồng lòn lòn trong ruộng cấy trong đền nhà ông xoay vòng vòng đó. Rồi lúc ông Tư đi sang ở khu đó là hồi xưa chỗ đó là trồng lúa mùa không ông Tư? Lúa cấy mình hả? Lúc đó làm thằng Nông rồi? Không, lúa ruộng trên người dân tộc không hả? Dạ. Cái đất đó của dân tộc. Họ cấy lúa thời đó, họ cấy sau này không biết, lúc con 10 tuổi rồi không biết, họ cấy lúa, thằng lúa lên trồng con cao, lúa mình không được cao, ngồng gì đó. Cái ngực con khỏe luôn. Cái ngực á. Cắt về không để vô cái giống gánh á, giống gánh hồi xưa mình gánh trường mà không để con gánh vậy. Giống đây giống lúa mùa hiện giờ. Lúa chóc ruộng trên nè con. Giống hiện giờ giống nhen rồi này kia đó. Ở bên Tắc Tâm Băng giờ nó còn làm đó ông Tư? Còn đâu có, con vô trong đồng tích này nó bông nó cũng dĩ dàng bông. Mà cái hộp nó nhỏ không có bự. Hộp nhỏ mà nó bông ngắn hơn của mình. Mà nó ngon hơn mình nhiều lắm. Đâu có, con ăn nghỉ thở chứ ngon gì. Lúa mới mà ăn mình nấu mà dở nắp dung ra mà sơi cái muốn thẹt đói bụng rồi. Muốn ăn liền luôn hả? Ừ. Nói dòng xương heo nướng mình hồi xưa đó năm. Dạ. Muối tiêu rồi mày nướng coi mày ăn mà thở không nổi luôn. Ăn rồi đứng gì không nổi luôn hả ông Tư? Ừ, nó mà được nấu trong ống lò ồ cái nữa thôi, cũng như lúa người dân tộc thiểu số đó. Hột nó bự hơn lúa mình, nó dài vậy, nó tỉa trên đồi núi không à. Tới mùa gà quải gùi lên suốt. Chứ có cắt có mổ gì đâu. Mấy cái lúa người dân tộc trồng mà theo bậc thang ăn chắc ngon lắm hả ông Tư? Cũng không ngon, bây giờ nó cũng thần nông mình không rồi. Hồi xưa lúa của nó kìa, lúa nguyên thủy của nó mới ngon. Lúa người dân tộc kêu mọi cà răng nó trồng á. Tới mùa mưa cái anh con đi lên núi, lên rẫy con đem theo nắm lúa. Lên trển mà tỉa. Chỗ đó nào đất trống là tỉa, rồi chúm nhau rồi tới mùa chín rồi kéo nguyên sóc nó lên suốt. Chứ không phải ngâm như lúa nông mình mà cho nó lên mọng được hả ông Tư? Không. Thì vậy đó. Bởi cái hột giờ gạo nó dài, nó thơm cực kỳ mà ăn nó ngon, nó thơm cực kỳ. Thay vì như cái sức con ăn gạo mình lít, mày quất nó 2 lít chưa nghe no. Ngon. Ăn nó ngon vậy. Cái giống đó giờ chắc còn không hả ông Tư? Còn. Ở vùng Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk rồi ngoài. Cái lá của nó, cái lá nó không giống như đó lúa bệnh thôi. Dài cao ngọng dài khúc lắm thôi. Dài lắm, cộng rạ nó cũng dài nữa mà được. Dài, lá nó dài kỳ cục lắm. Vậy là chắc cộng gà nó cũng bự luôn. Không. Gặp lần. Đâu có cái dưới Cà Mau 5 căn này con đi với giống lúa thơm còn. Lúa nước á. Nó cũng nấu thơm phức vậy mà đều không bằng đất cát mình. Làm nó hấp thụ cái đất đó. Tùy theo cái thổ nhưỡng của mọi đúng rồi. Ăn nó ngon, nó ngon cơm hơn, nó thơm. Lúa mới rồi mày ăn mà thay vì mình ông cháu mình ăn lít, mày ăn 2 lít mới no. Cũng ăn. Kêu mà ăn tới ăn như vịt mà ăn lúa cơm tới cái bầu quự chứa. Cũng không nổi uống éo, ém xuống vịt á. Cái đó có mua ăn thử cho biết. Đâu có, con đi dùng ngoài có. Đi ra cánh Đắk Nông Đắk Lắk mua thuộc ngoài là có. Hồi nãy bây giờ người ta có bán gạo mà nàng tím gì đó, tím ngắt đó ông Tư. Long An có rồi, Long An nó canh tác nguyên một cái khu. Nàng tím đâu, cái đó là nếp than hả, con nói nếp than đó gì? Không, cái này gạo, không phải nếp than. Này gạo màu tím luôn. Cái đó giống nước ngoài nó đem về. Mười mấy 20.000 ký vậy. Không nói nhớ rồi. Miền Bắc á. Cái cánh của không Long An nó có trồng cặp danh biên giới của Long An. Long An người ta canh tác ngang đặc biệt. Kêu gạo gì đi nè mà quên nó, tên tuốt. Nó canh tác nguyên rồi, cái hột nó dài nha, nó hơi dài nó ốm hơn nha. Đúng rồi. Một lần gạo rum rồi nó ngon nhất. Có tím như cái khăn ốc tươi vậy đó. Đúng rồi, tím như gan vậy luôn. Màu tím luôn. Trên cái mạng nó rao bán hoài nè. Canh tác đó là canh tác nguyên khu vực, nó có người thu mua chứ không phải giống mình là trồng. Ừ, giờ có xe rồi, có tiền đổ viên lít nửa lít xăng chạy. Chạy đi kiếm chỗ gạo đó mua rồi ra rừng mình nấu. Đem nồi rồi theo cũng như mình đi Phú Quốc vậy đó. Hồi đó con chạy ngang khu đó, con chạy qua gặp con thấy nó trời trời. Sao mà lúa gì nó họ thịt cái gì mà nó cứ ngắt cả trời. Phóng xuống xe liền thử, xuống bóp hộp cái hộp lúa thì nó chưa có ngậm sữa.
Tại lúa màu tím, lúa đó có gạo, lúa đó cũng nước ngoài đem như giống gì đó. Mà thổ nhưỡng mình trồng vài năm nữa nó nhóc luôn à. Bông nó năng suất hiện nay con thấy nó cũng chỗ ra nó cũng nhiều lắm rồi, chỗ ra bông cũng nhiều bông. Tờ mày thấy Hà Nội kìa, lúa thằng Nông mình bông mới dai dai nè, lúa lên rau rau chừng 3 tấc rồi có bông à. Thằng Nông á, Hà Nội ra Hà Nội có bị đất nước nó không có gì trong mình. Trời trời mưa không là sao có ăn. Bây giờ mới đắp đắp mương, đắp đê rồi kia bơm nước rồi kia. Hồi đó mà điều hiu đừng bà Hà Nội cũng cực như dòi vậy. Mày thấy Ba Tàu là một, Campuchia nó còn đeo vàng này kia, Ba Tàu là một, dân Hà Nội là hai, không có thấy đeo đồ trang sức như đường bà mình đâu. Ngày xưa họ ít có xe xô mà hiện nay thì họ cũng đeo nhiều lắm cơ. Giờ vô đây nó lai, like. Thấy đeo đẹp, lai. Like. Quỷ không? Thôi gạo, cơm được rồi. Gạo tím hổm lên mạng nó bán hai mấy ngàn ký. Nhậm gì hai mấy ngàn, con ăn hai mấy ngàn quất ký mình no bụng mày tới chịu rồi. Con tính mua ăn thử cho biết nè. Ừ. Nó ngon hay không con không biết mà con thấy đấy. Mà không biết phải gạo đâu, không biết ăn được chứ sao. Sợ nó nhúng rồi con không dám mua luôn. Tại con thấy nó canh tác ở ngoài đó rồi, con thấy canh tác nguyên một cái khu lớn lắm. Nếu mà cánh đồng đấy. Nguyên cánh đồng vậy cây nó cũng tím luôn. Đúng, nó nguyên một cánh đồng cho mấy. Chứ ví dụ mình nó ấy thì nó ít thôi.